Xin chào mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Video này thì mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn cái code của con tạp coin nha. Thì các bạn nhanh tay nhập cho mình cái mã code. Bây giờ thì mình sẽ ghi cái mã code ra để cho các bạn nhập nhá. Và các bạn xem video của mình thì nhớ đăng ký kênh này, bật chuông thông báo để cập nhật những cái video mới nhất từ mình nha. Cũng như là nếu như mà các bạn xem kênh của mình thường xuyên thì mình khẳng định là các bạn kiếm được rất là nhiều tiền ở trên kênh của mình. Có những bạn kiếm được 5-700 đến 1 triệu trên kênh của mình một tháng nha. Đấy, nên là anh em đăng ký kênh, bật chuông thông báo thì khi có video mình đăng mới nhất, các bạn vào các bạn chỉ cần để lại một bình luận là các bạn đã được có thể là nhận quà rồi nha. Thì các bạn để lại bình luận nhá. Mình quay ra zoom, nếu như trúng ai thì mình sẽ tặng cho người đấy. Nhưng mà nếu như mà các bạn nâu, các bạn bình luận nhiều video mà không trúng thì mình vẫn tặng riêng cho các bạn nhá. Ở đây các bạn có thể thấy này, bạn này bạn có nói là nâu rồi không trúng thì sẵn sàng là mình sẽ tặng luôn cho các bạn cái thẻ cào hoặc là 20k Momo hoặc ATM nhá. Đây nha anh em. Mình sẽ cho anh em xem những cái bằng chứng đây, không anh em lại bảo là mình xạo nhá. Bạn này thì bạn cũng có nói này, 14 video rồi chưa trúng thì sẵn sàng là vẫn tặng cho anh em 15 đến 20k nha. Và các bạn bình luận ở trên kênh của mình thì những bạn dùng nhiều link để bình luận, nếu như các bạn trúng thì mình sẽ tặng cho các bạn 10k. Còn nếu như các bạn chỉ dùng một link để các bạn bình luận thì mình sẽ tặng cho các bạn từ 15 đến 50k nha. Nên là anh em xem kênh của mình thì để lại cho mình một lượt bình luận, chắc chắn là các bạn sẽ nhận được quà trên kênh của mình nhá. Ngoài ra thì mình còn săn được những cái kèo để anh em có thể là kiếm tiền tươi luôn. Ví dụ như vừa hôm trước mình có chia sẻ cho các bạn một cái kèo mà các bạn đăng ký thành công là các bạn có thể là rút được 40.000 thì cũng đã rất là nhiều người rút được rồi nha. Nên là anh em xem kênh của mình không thiệt một tí nào đâu. Ngoài ra thì mình cũng khẳng định chắc lệch luôn cho anh em này. Kênh của mình tặng quà không thua kém một kênh YouTube làm về MMO nào nhá. Nên anh em cứ yên tâm. Ok, thì không liên thuyên nữa, bây giờ mình sẽ vào và mình chia sẻ cho anh em cái code nha. Rồi anh em mở cái ứng dụng Tapcoin này nhá, sau anh em click vào phần gift code này. Ở đây thì các bạn sẽ chọn nhập cho mình nhá. Các bạn sẽ nhập cho mình này, VTC này. VTC 0391. Đây, các bạn sẽ nhập cho mình cái mã này nhá. VTC 0391 này. Sau đó các bạn click phần đổi quà nhá. Những bạn mà nhập mã code sớm thì các bạn thường là nhận được cái số tiền mệnh giá cao, ví dụ như 5k hoặc 7k hoặc 10k. Còn những bạn mà nhập mã sau này thì các bạn sẽ được những cái mệnh giá thấp hơn hoặc là các bạn sẽ được coin nha. Sau đó các bạn click vào đổi quà này. Cái này thì mình cũng giới thiệu thôi. Đây, bạn đã đổi gift code này rồi nha, có nghĩa là mình đã đổi gift code này rồi, mình được 5.000 và rút thẳng về Momo nhá. Anh em nhập luôn cho mình cái gift code này nhá, vì gift code nó cũng chỉ có giới hạn từ 500 cái thôi, 500 cái trở lại thôi, nên các bạn nhập nhanh cho mình nhá. Vì thế nên là mình có nói là các bạn nên đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để không bỏ lỡ cái video mới nhất từ mình nhá. Vì các bạn xem video của mình là chắc chắn là các bạn đã kiếm được tiền rồi hoặc là các bạn đã nhận được tiền ở trên kênh của mình rồi. Ok, cũng như là cái con Tapcoin này thì mình cũng đã làm khá nhiều cái video chia sẻ code cho các bạn rồi, và hàng tuần thì mình sẽ xin cho các bạn từ 500 đến 1.000 code nha. Nên là các bạn cứ yên tâm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là kiếm tiền cực kỳ là nhiều tiền ở trên con Tapcoin này nếu như mà các bạn chơi game. Đây, các bạn có thể thấy tất cả nhiệm vụ này thì các bạn có thể chơi những cái con game ở đây để các bạn kiếm tiền nhá. Rất là nhiều nhiệm vụ để cho các bạn kiếm tiền, hoặc là các bạn có thể tải cái ngân hàng Kake này. Thì khi mà các bạn đăng ký cái ngân hàng Kake này thì các bạn sẽ được là 50k ở ngân hàng, cũng như là ở đây thì các bạn sẽ được 28.000 nhá. Đây, MB Bank cũng thế nha. MB Bank anh em cũng được là 30k vào tài khoản ngân hàng, cũng như là được 96.500 đồng coin nha. Ngoài ra còn rất là nhiều ứng dụng chơi game để cho các bạn có thể kiếm tiền. Hoặc ở đây có cả TikTok này, các bạn có thể thấy TikTok ở đây nha. Hai TikTok này, Kake mới này. Đấy, rất là nhiều game để các bạn kiếm tiền nha. Ok, ở đây thì mình cũng đang chơi game nha anh em. Ở đây mình cũng đang chơi con game này. Đây, các bạn có thể thấy cái lực chiến của mình này. Lực chiến của mình bây giờ đang là 100.000 rồi. Và mình được là những cái đồng coin ở đây nhá. Và đang cố gắng là cày hết cái con game này. Thì khi mà cày hết được con game này, đây các bạn có thể thấy mình tích lũy được là gần 1 đô rồi nha anh em.
20.000 rồi. Thế các bạn tải game về các bạn giải trí mà các bạn lại kiếm được thêm được tiền cũng khá là ok rồi. Khi mà các bạn chơi đủ điều kiện thì các bạn có thể nhận lên đến là 2 triệu 300 coin nha. Và 2 triệu 300 coin thì nó hơn 1 triệu Việt Nam đồng. Đấy, các bạn vừa giải trí, các bạn vừa chơi game, khá là ngon. Ngoài ra thì các bạn có thể điểm danh ở đây, hàng ngày thì các bạn vào đây các bạn điểm danh nha, cũng như là các bạn nhận nhiệm vụ ở đây. Hoặc các bạn có thể là mời thêm bạn bè này. Đây, các bạn muốn mời bạn bè thì các bạn sẽ lấy cái liên kết này. Bạn đăng lên những hội nhóm thì người ta chơi các bạn cũng sẽ có hoa hồng nha. Ở đây thì mình đang mời được là 242 người và mình có kiếm được là 258.000 nha. Các bạn có thể thấy đây. Số tiền nó không nhiều nhưng mà mỗi thứ một tí tích tiểu thành đại. Đấy, các bạn chơi nhiều app thì là một tháng các bạn cũng đủ tiền để chi chi tiêu rồi. Ok, thì không miên man nữa. Nó đơn giản thôi, con app này thì nó rất là đơn giản rồi. Chủ yếu là mình chia sẻ code cho anh em cũng như là quay ram zoom cho anh em thôi. Bây giờ thì mình sẽ dừng video và quay ram zoom tặng quà cho mọi người nhá. Video mới nhất của mình có 76 lượt bình luận hợp lệ thì mình sẽ chọn ra 3 bạn may mắn để tặng quà nhá. Bạn thứ nhất là bạn Sơn Dược này. Chọn một người nữa nhá. Bạn thứ hai là bạn INFJ rồi. Chọn một người nữa nhá. Bạn thứ ba là bạn Che Già này. Ba bạn này liên hệ với mình để mình tặng quà cho bạn nha. Anh em muốn nhận quà từ mình thì đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại một lượt bình luận cho các bạn sẽ được quà trên kênh của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua nha. Bye bye.